Chào mừng các bạn đến với kênh truyện ngôn tình PP. Mời các bạn nghe chuyện Bình Bình Vô Kỳ Đại Sư Huynh của tác giả Hắc Dạ Dị Hiền. Chương 24: Chân Ngôn Đại Đạo. Đại La Thánh Điện, giờ tí, trời còn chưa sáng, nhưng toàn bộ Đại La Thánh Điện đã có vẻ cực kỳ nghiêm túc. 10 vạn đệ tử giả trận sẵn sàng nghênh địch. Từ bên ngoài Đại La Thánh Điện cho đến Đại La Luận Đạo Điện, trên mặt từng đệ tử đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Hôm nay, Huyền Tâm Pháp Sư sẽ tới đây. Cả thế gian đang chú mục nơi này. Các thế lực lớn ở Trung Châu đều đã ghé thăm Đại La Thánh Địa. Vào thời điểm thế này, bất kỳ kẻ nào cũng không được làm càn. Mỗi một khâu, mỗi một chi tiết nhỏ đều không thể phạm sai lầm, bằng không mà nói sẽ ném đi mặt mũi Thánh Địa. Luận Đạo Điện. Xung quanh đã người đông nghìn nghịt, thập đại Thánh Địa Trung Châu đều phái ra cao tầng quan sát lần luận đạo này. Trong đó có một bộ phận là các tuấn kiệt trẻ tuổi. Buổi luận đạo hôm nay có ảnh hưởng cực lớn. Các đại thánh điện thậm chí còn phái tới phó thánh chủ hoặc thái thượng trưởng lão đến đây quan sát. Bởi vì nếu như thua thật, bọn họ sẽ trực tiếp trao đổi đối sách. Bọn họ đến đồng nghĩa với việc được trao quyền lực tuyệt đối. Có thể nói người trong thiên hạ đều biết, đạo môn Trung Châu tuyệt không có khả năng cho phép luật môn đến Trung Châu phát dương Phật Pháp. Cho nên người trong thiên hạ đều hiểu, một trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại. Nếu mà bại sẽ dẫn tới tai họa ngập trời. Yêu ma dị tộc sẽ nhìn chằm chằm. Thời điểm Phật Pháp tranh đấu, bọn họ tuyệt đối sẽ ở giữa chọc ngoáy châm ngòi. Nói theo cách vĩ mô một chút, lần biện pháp này có ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Một trận gió tanh mưa máu đang lặng yên vô hình tràn ngập toàn bộ Trung Châu. Các ngươi nói xem, vị đại sư huynh Đại La này có thể chiến thắng hay không? Có một vị tuấn kiệt trẻ tuổi đứng bên cạnh Luận Đạo Điện, nhịn không được mở miệng hỏi như vậy. Không biết được, nhưng chí ít đây đã là hy vọng cuối cùng. Một nam tử nhỏ nhã trả lời như thế. Huyền Tâm quá mạnh, bất luận là biện pháp hay là đấu pháp, hắn đều có thể xem là đệ nhất nhân thế hệ này. Phật môn có lẽ thật sự muốn hưng thịnh. Một nam tử trẻ tuổi khoác hàng kim chiến giáp bình tĩnh nói. Đúng vậy, Phật môn xuất ra một kẻ bất phàm. Bất quá đại sư huynh Đại La cũng không phải hạng người tầm thường. Có thể được tông chủ Thiên Cơ Tông kết luận là đệ nhất tu tiên giả từ xưa đến nay, tự nhiên là có điểm đặc thù của hắn. Một tu sĩ trẻ tuổi được bao quanh bởi âm dương nhị khí nói như thế. Đế sư tất thắng. Một nam tử mặc áo thêu hình rồng mở miệng. Đây là một vị vương gia của Đại Càn Vương Triều, ngữ khí gã kiên định vô cùng. Thánh sư tất thắng. Một đệ tử trẻ tuổi của Hạo Nhiên Tông cũng mở miệng theo, dựng nên tâm thái vô địch. Mọi người nghị luận sôi nổi ngoài điện, mà bên trong Đại La Cung. Thành Vân Trưởng Môn ngồi tại chủ vị, mà hai bên trái phải chính là cao tầng các đại thế lực ở Trung Châu. Trên mặt mỗi người đều rất bình tĩnh. Trong cung điện cũng an tĩnh vô cùng. Không có người muốn phá vỡ loại yên lặng này. Nhưng càng nghiêm túc như vậy thì càng mang ý nghĩa trận biện pháp Phật đạo này kinh khủng dường nào. Đạo muốn thắng thì Phật môn suy, đạo môn bại thì Phật môn thịnh. Ảnh hưởng rất lớn, thậm chí còn xen lẫn sự tranh đấu khí vận giữa hai giáo phái lớn. Chuyện càn hệ trọng đại, đủ để ảnh hưởng đến thế cục toàn bộ thế giới tu tiên. Chỉ một cái sơ sẩy sẽ dẫn tới tai họa ngập trời. Đến lúc đó tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là sinh linh đồ thán. Thời gian từng chút một trôi đi. Giờ Sửu, giờ Dần, giờ Mão, giờ Thìn. Rốt cục Huyền Tâm Pháp Sư tới. Người tới rồi. Huyền Tâm Pháp Sư tới. Hắn tới, hắn tới rồi. Mau nhìn kìa, Huyền Tâm tới rồi. Rốt cuộc đã tới sao? Thật là kích động. Ta hiện tại thật sự kích động à? Bớt nói nhảm đi, ta đang ổn, nghe ngươi nói làm ta cũng kích động theo. Đệ nhất thiên tài đạo môn Trung Châu và đệ nhất thiên tài Phật môn Tây Mạc va chạm, rốt cuộc là đạo môn mạnh hay là Phật môn mạnh, chính là nhìn xem hôm nay. Thế hệ trẻ tuổi chẳng nói lên gì cả, bất quá nó lại có thể đại biểu tương lai. Phấn khích à, ta hiện tại thật quá phấn khích. Đại sư huynh đâu, làm sao còn chưa đi ra? Theo sự xuất hiện của Huyền Tâm Pháp Sư, toàn bộ Đại La Thánh Địa sôi trào cả lên. Yên lặng. Mà đúng lúc này, một thanh âm cực lớn vang lên. Đây là tiếng của đường chủ Hình Pháp Đường. Một câu đã khiến tất cả mọi người đều yên lặng. Giờ này khác này, đám người mới ý thức được, bọn họ có chút thất thố. Bên ngoài Đại La Thánh Địa, Huyền Tâm tay cầm một cây mộc sử, người khoác một kiện áo bào màu trắng hết sức đơn giản. Khuôn mặt hắn đầy tang thương. Trên chân đều là bùn đất, sắc mặt mang theo nụ cười đạm mạc. Đại La. Huyền Tâm chậm rãi mở miệng. Hắn nhìn chăm chú hai hàng đệ tử Đại La xếp sẵn hai bên đường.
bọn họ đều mang khuôn mặt nghiêm túc, hiển lộ rõ phong phạm Đại La Thánh Địa. Bần tăng Huyền Tâm hôm nay ghé thăm Đại La Thánh Địa để biện luận Phật pháp cùng Lục Trường Sinh. Huyền Tâm mở miệng, thanh âm không lớn lại phảng phất như có thần lực, để mỗi người trong Đại La Thánh Địa đều nghe thấy. Mời. Lúc này một thanh âm vang lên, bất quá không phải tiếng của Lục Trường Sinh mà là của cao tầng Đại La. Có khách đến tự nhiên không thể cự tuyệt. Đa tạ. Huyền Tâm pháp sư nói một tiếng cảm ơn, sau đó từng bước đi tới luận đạo điện. Sau nửa canh giờ, Huyền Tâm pháp sư đã đi tới trung tâm luận đạo điện. Cái gọi là luận đạo điện chính là một cái âm dương bàn hình tròn thật lớn. Huyền Tâm pháp sư ngồi xuống tại chỗ cái chấm màu đen, trên người hắn mặc áo màu trắng, từ trên cao nhìn xuống lộ ra một loại siêu nhiên khó nói lên lời. Vô số ánh mắt tụ tập trên người Huyền Tâm pháp sư, đám người trầm mặc, vô số tuổi trẻ tuấn kiệt càng lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi. Bởi vì Huyền Tâm quá bình thường, phổ thông đến mức không nghĩ tới là một vị cao tăng đắc đạo, ngược lại thật giống một tiểu sa di trong chùa, không hề giống như trong tưởng tượng. Trên lý luận mà nói, có thể biện pháp đánh bại 9 đại thánh địa, được xưng tụng là Phật Đà chuyển thế, Huyền Tâm lẽ ra không nên tầm thường như thế. Nhưng cũng chính vì loại phổ thông này càng khiến người ta cảm thấy bất phàm. Ở trung tâm luận đạo điện, Huyền Tâm có vẻ thập phần an tĩnh, không nói lời nào, chậm rãi chờ đợi hết thảy. Chúng ta cung thỉnh đại sư huynh. Mà đúng lúc này, theo một thanh âm vang lên, trong phút chốc, cả 10 vạn đệ tử Đại La Thánh Địa trầm miệng một lời. Chúng ta cung thỉnh đại sư huynh. Chúng ta cung thỉnh đại sư huynh. Chúng ta cung thỉnh đại sư huynh. Thanh âm đinh tai nhức óc, mấy vạn tuấn kiệt trẻ tuổi của cả Trung Châu đều đem ánh mắt khóa chặt tại chủ phòng. Tất cả mọi người đều toát ra ánh mắt vô cùng chờ mong. Trận chiến kinh thế này sắp bắt đầu. Đúng vào lúc này, bên trong chủ phòng có một thanh âm vang lên. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Trích Đạo Đức Kinh của Lão Tử, dịch là: đạo gọi tên được không còn là đạo bình thường, tên có thể gọi được không còn là tên bình thường, không tên là gốc của đất trời, có tên là mẹ của vạn vật. Thanh âm vang lên cũng giống Huyền Tâm pháp sư, âm lượng không lớn nhưng lại như có thần lực rơi vào trong tai mỗi người. Nhưng điểm khác biệt chính là sau khi thanh âm này vang lên, lấy Đại La Thánh Điện làm trung tâm, từng đạo pháp lực khủng bố khuếch tán ra, từng tia tử khí đồng lai bay đến tràn ngập 3 vạn dặm. Trên bầu trời quần tinh rung động, từng pho tượng cổ lão tại thời khắc này xuất hiện, trong nháy mắt bộc phát ra quang mang vô lượng. Bên trong Đại La Cung, giờ khắc này cả đám người vẫn đang một mực biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, trong phút chốc lại đều nhao nhao mở to mắt, toát ra vẻ chấn động. Chân ngôn đại đạo. Có người nghẹn ngào thốt lên, sự rung động trong mắt không cách nào ức chế. Chương 25. Đạo ca nhi hành, ta chính là đạo. Tiếng tụng niệm vang lên, toàn bộ Trung Châu ở tại thời khắc này lâm vào an tĩnh tuyệt đối. Từ khí đồng lai 3 vạn dặm, quần tinh chói lóa rọi cửu châu, từng pho tượng cổ xưa vang lên tiếng cộng minh, giữa thiên địa phảng vất vang lên từng đạo âm thanh tụng niệm. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Từng đạo tụng niệm vang lên phảng phất như thánh hiền xa xưa phục sinh tại đương thời. Tụng niệm thiên kinh văn vô thượng này, vô số cường giả trong toàn Trung Châu toát ra thần sắc chấn kinh, ngóng nhìn về phía Đại La Thánh Địa. Mà ở Tây Mạc, bên trong tiểu lôi âm tự, Phật quang tràn ngập vạn dặm, Phật ấn chữ vạn hiện lên giữa hư không ngay trong Đại Hùng Bảo Điện. 33.333 sa di ngồi ở xung quanh, 36 vị Bồ Tát, 18 vị Hán Tử, 18 vị La Hán, tứ đại tôn giả, tứ đại thần tăng cùng vị chủ trì phổ trí đại sư, toàn bộ đều tụ tập ở đây. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Ngay khi tiếng tụng niệm cổ lão vang lên, toàn bộ tiểu lôi âm tự, Phật quang phổ chiếu, đều lại âm thanh tụng kinh vang lên, tự động chống cự loại đạo âm này. Đạo môn cũng cho ra một tồn tại không tầm thường à. Qua một lát, bên trong tiểu lôi âm tự, phổ trí đại sư chậm rãi mở miệng nói, khiến tất cả đệ tử Phật môn hiếu kỳ nhìn lại. Vị đại sư huynh Đại La kia thật sự lợi hại thế sao? Có sa di nhịn không được hỏi, tràn đầy hiếu kỳ. Xuất khẩu là ra chân ngôn đại đạo, như thế còn không tính là lợi hại hay sao? Phổ trí đại sư nói như thế, bất quá khuôn mặt lão rất bình tĩnh, sau đó đánh ra một đạo Phật quang.
Trong chốc lát, một chiếc gương hiện lên. Cảnh tượng trong gương chính là cảnh tượng tại Đại La Thánh Địa. Giờ khắc này, Đại La chủ phòng, theo tử khí đồng lai ba vạn dặm, toàn bộ Đại La Thánh Địa bị tử khí bao phủ. Lục Trường Sinh đi ra từ bên trong đại điện chủ phòng. Hắn không có đi từng bước một từ dưới chân núi lên, mà là trực tiếp đạp trên hoa sen vàng, bay tới Luận Đạo Điện. Khi Lục Trường Sinh tụng lên Đạo Đức Kinh, phía sau hắn hiển hiện ba bóng hình khổng lồ, khiến mọi người không khỏi trố mắt. Dưới chân Lục Trường Sinh, đóa hoa kim liên nở rộ, từng chùm quang mang vườn quanh thân thể Lục Trường Sinh. Đại đạo ngũ hành quán đỉnh, hình thành ngũ hành hồ, âm dương nhị khí quẩn quanh, hình thành âm dương thái cực đồ. Kinh khủng nhất chính là ba tuôn hư ảnh vô thượng hiện lên ở sau lưng, càng làm nổi bật thêm sự thần bí và cường đại của Lục Trường Sinh. Vô số thiên kiêu trẻ tuổi bên ngoài Luận Đạo Điện thấy mà choáng. Bọn họ mặc dù đã biết Đại La Thánh Điện cho ra một đại sư huynh không tầm thường, nhưng vẫn không nghĩ đến, vậy mà phi phàm như thế. Âm dương khí quấn quanh trên người hắn chính là tiên hiên âm dương khí. Thái thượng trưởng lão của hành địa ta cố gắng cả đời cũng không thể tu luyện ra một đạo tiên hiên âm dương khí à. Ngũ hành chi khí lúc nãy quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Trên người kẻ này quấn quanh tiên hiên ngũ hành chi khí, hình thành ngũ hành đồ, khí vận gia trì à. Ta vừa rồi có dùng thiên tử vọng khí thuật nhìn hắn một cái, xung quanh hắn thế mà quấn quanh chín đầu thiên long, khí vận vậy mà cường đại thế sao? Tử khí đồng lai ba vạn dặm, đạp ca nhi hành, chân đạp hư không kim liên, dị tượng phát sinh liên tục, thật sự là bất phàm, thật sự là bất phàm. Thật là hồ đồ, sư huynh thật quá hồ đồ, thế mà thả lại thiên tài này cho Đại La Thánh Địa. Từng thanh âm vang lên, giờ khắc này mọi người đã không thể tiếp tục bình tĩnh. Dị tượng của Lục Trường Sinh quá mức khủng bố. Ba tôn hư ảnh, chân đạp kim liên, âm dương vườn quanh, ngũ hành gia trì, tử khí đồng lai ba vạn dặm. Thứ gọi là chân ngôn đại đạo, là mỗi một lời, mỗi một chữ đều có thể làm cho người ta đốn ngộ. Chỉ mới ra mắt bề ngoài, đã hơn Huyền Tâm Pháp Sư nghìn lần, vạn lần. Cuối cùng, Lục Trường Sinh đặt chân bước xuống. Hắn đi vào trung tâm Luận Đạo Điện, nhìn chăm chú Huyền Tâm Pháp Sư ngồi cách đó không xa. Bần tăng xin chào thí chủ. Lúc Huyền Tâm Pháp Sư nhìn thấy Lục Trường Sinh, ánh mắt vẫn có chút kinh ngạc, cũng không khỏi toát ra thần sắc rung động. Bề ngoài của Lục Trường Sinh thật sự là quá phi phàm, khiến người ta kinh động như gặp thiên nhân. Không đơn thuần là vì dị tượng cường đại, mà trọng yếu hơn vẫn là do khí chất, là cái loại khí chất tiên nhân kia. Xin chào Huyền Tâm Pháp Sư. Lục Trường Sinh mười phần bình tĩnh, phỏng đoán quả nhiên chính xác. Đạo Đức Kinh vừa ra liền dẫn tới dị tượng khủng bố như thế, xem như đã hù dọa được tất cả mọi người. Bất quá kế tiếp chính là biện pháp chân chính. Biện pháp bắt đầu, tất cả yên lặng. Đúng lúc này, thanh âm của trưởng môn Đại La vang lên. Theo thanh âm này vang lên, liền chính thức tuyên bố biện pháp bắt đầu. Hai người ngồi xếp bằng đối mặt. Cái gọi là biện pháp chính là 10 hỏi 10 đáp. Một phương đặt câu hỏi, một phương trả lời. Người đặt câu hỏi có thể tùy ý phát huy, người trả lời nhất định phải trả lời đúng mới tính là thắng. Nếu như không cách nào trả lời thì để đối phương trả lời. Nếu đối phương cũng vô pháp trả lời, như vậy thì xem như là hòa. Sau 10 hỏi 10 đáp, nếu vẫn bất phân thắng bại, như vậy liền vấn đáp tiếp, mãi đến khi một phương thua hoàn toàn thì mới tính là kết thúc. Giờ khắc này, tất cả mọi người an tĩnh lại. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào hai người ở giữa. Huyền Tâm Pháp Sư là đến Đại La Thánh Địa biện pháp, như vậy Lục Trường Sinh sẽ là người đặt câu hỏi trước. Xin hỏi Huyền Tâm, như thế nào là Phật? Lục Trường Sinh không chút do dự, trực tiếp mở miệng tiến hành đặt câu hỏi, mà lại hỏi một vấn đề vô cùng sắc bén. Như thế nào là Phật? Đám người trầm mặc. Một chút cường giả đạo môn tu vi cao thâm thì thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trận biện pháp thế này, nên sắc bén như thế, chỉ có chủ động xuất kích mới có thể thắng. Đám người nhìn chăm chú vào Huyền Tâm Pháp Sư, chờ đợi câu trả lời của hắn. Huyền Tâm Pháp Sư trầm tư một lát, sau đó mở miệng nói. Người độ thế nhân là Phật. Câu trả lời này xem như cũng khá. Phật môn giảng độ người, người độ thế nhân là Phật, hợp tình hợp lý. Nhưng mà Lục Trường Sinh lại lắc đầu nói. Sai. Cái chữ sai này chói tai tới mức làm cho người người phải chú mục. Những ngày qua, Huyền Tâm Pháp Sư tại Trung Châu có thể nói là thanh danh vang dội. Biện pháp 10 đại thánh địa đã liên tiếp thắng tới 9, chưa từng bại một lần. Cho dù là vấn đáp thua một lần cũng chưa từng có. Vậy mà không nghĩ đến, lúc này mới vừa hỏi vấn đề thứ nhất, Lục Trường Sinh đã bác bỏ đáp án của đối phương. Mời thí chủ chỉ giáo. Huyền Tâm Pháp Sư cũng toát ra vẻ tò mò,
hắn cũng không cho là lời mình sai. Chúng sinh đều là Phật. Lục Trường Sinh mở miệng, năm chữ giải thích hết thảy. Vì sao? Huyền Tâm Pháp Sư khẽ nhíu mày. Phật vốn vô tướng, lấy chúng sinh vi tướng. Chúng sinh muôn nghìn đều là Phật. Loại thuyết pháp này cũng không phải là Lục Trường Sinh tùy tiện nghĩ ra. Cấp trước hắn từng xem qua một chút hư tịch biện luận Phật môn, trong đó ấn tượng khắc sâu nhất chính là thuyết pháp này. Chí giả hỏi Phật Tổ, như thế nào là Phật? Ý tứ chính là, ai là Phật? Phật Tổ trả lời, chúng sinh đều là Phật. Đây là cảnh giới tối cao. Huyền Tâm Pháp Sư nghe xong, hắn hơi trầm mặc, cuối cùng cũng chắp tay trước ngực nói, thí chủ nói cực phải. Hắn thua, bởi vì câu trả lời này của Lục Trường Sinh thuyết minh càng rõ lý niệm tối cao của Phật môn. Nếu hắn đi biện luận, ngược lại là hạ thấp Phật môn. Lục thí chủ, bần tăng muốn hỏi, như thế nào là đạo? Sau một khắc, Huyền Tâm Pháp Sư cũng đưa ra vấn đề đồng dạng. Câu hỏi này vô cùng sắc bén, bởi vì Lục Trường Sinh không thể lấy lý do đồng dạng để trả lời. Bởi nếu lấy lý do đồng dạng trả lời, như vậy sẽ biến tướng thừa nhận Phật đạo là một nhà. Đây là chuyện không thể chấp nhận. Nhưng mà Lục Trường Sinh lại hết sức bình tĩnh nói, ta chính là đạo. Lời này vừa ra, cả sảnh đường kinh hô. Chương 26, ai có thể tới cực lạc? Đại La Luận Đạo Điện. Một câu ta chính là đạo giành được tiếng khen hay của cả sảnh đường. Không phải vì Lục Trường Sinh trả lời vô cùng hoàn mỹ, mà là vì đã tạo dựng nên một sự tự tin. Huyền Tâm Pháp Sư đi vào Trung Châu, lấy Phật Pháp để biện luận, đánh bại tất cả thiên kiêu của Trung Châu. Gã đã dựng nên tâm thái vô địch của mình tại Trung Châu. Gã từng bước một đi đến Đại La Thánh Địa. Mỗi một trận thắng chính là đang tăng cường sự tự tin của mình, tăng cường tín niệm của mình. Bây giờ đi vào Đại La Thánh Địa, sự tự tin của Huyền Tâm Pháp Sư đã hoàn mỹ không một tí vết. Mà biện pháp ở thế giới tiên hiệp này cũng không phải đơn thuần là tranh đấu miệng lưỡi, mà trọng yếu hơn chính là phải đánh tan sự tự tin của đối phương, để đối phương sinh ra nghi hoặc đối với tín niệm của chính mình. Lúc này mới tính là thắng. Bằng không, nếu như vẻn vẹn chỉ là tranh đấu miệng lưỡi, sẽ có rất nhiều cách quỷ biện, đủ để cho người ta khó mà trả lời. Cho nên thứ biện pháp này, vấn đề nói đến nhất định phải có quan hệ với pháp của mình hoặc đối phương. Mà câu trả lời đối phương cho ra, đầu tiên phải chỉ thẳng hạch tâm, sau đó lại dùng pháp của mình để giải thích pháp của người ta. Giải thích hoàn mỹ mới xem như trả lời chính xác, nếu giải thích không hoàn mỹ, vậy không tính là chính xác. Huyền Tâm Pháp Sư đi vào Đại La Thánh Địa. Vấn đề thứ nhất Lục Trường Sinh đưa ra chính là như thế nào là Phật. Nhìn như một câu hỏi có độ khó tương đối cao, nhưng mà Huyền Tâm cũng cho ra câu trả lời tương ứng. Người độ thế nhân đều là Phật. Dùng Phật Pháp của chính mình đi giải thích câu hỏi mà Lục Trường Sinh đặt ra, hơn nữa còn trả lời không kém. Tuy rằng Lục Trường Sinh cho rằng là sai, đồng thời đưa ra quan điểm còn tốt hơn, nhưng chuyện này cũng không thể đại biểu cái gì. Lòng tin của Huyền Tâm vẫn còn đó, thua một trận không tính là gì. Sau đó Huyền Tâm lại lấy vấn đề của Lục Trường Sinh để hỏi ngược lại. Kỳ thật lúc này Huyền Tâm đã bố trí một cái bẫy, bởi vì câu trả lời hoàn mỹ chính là chúng sinh đều là đạo. Nếu Lục Trường Sinh trả lời câu này liền đại biểu cho Phật đạo đồng tông. Nhưng nếu Lục Trường Sinh không trả lời câu này thì gã liền sẽ cho ra giải thích như vậy. Nói cách khác, cục diện sẽ là thế hòa. Điểm này có lẽ nhiều người không nghĩ tới, nhưng cao tầng đạo môn đều vô cùng rõ ràng thế cục. Vì vậy đã có một chút khẩn trương, không biết làm thế nào phá giải. Nhưng không nghĩ tới là, thay vì nói chúng sinh đều là đạo, Lục Trường Sinh lại nói một câu, ta chính là đạo, bởi vì bản thân ta cũng nằm trong chúng sinh. Một câu nói kia chẳng những dựng nên tâm thái vô địch cho Lục Trường Sinh, mà trọng yếu hơn chính là đã phá cái cục này một cách hoàn mỹ. Không, thậm chí là từ lúc mới bắt đầu, Lục Trường Sinh cũng đã gài bẫy rồi. Hắn chỉ đang chờ Huyền Tâm mắc lừa. Kết quả Huyền Tâm bị lừa rồi. Chẳng những bị lừa rồi, hơn nữa còn giúp Lục Trường Sinh dựng nên sự tự tin. Có thể nói đây là một trận chiến mưu lược cực hại não. Một hỏi một đáp, trí tuệ vô song. Huyền Tâm thua, trận đầu thua rất thảm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sắc mặt Huyền Tâm lại biến đổi. Bên trong tiểu lối âm tự ở Tây Mạc, khi Phổ Trí Đại Sư thấy một màn như vậy, không khỏi chắp tay trước ngực nói, đại trí tuệ. Chúng tăng đều trầm mặc không nói. Huyền Tâm Pháp Sư luôn bệ nghễ vô địch, thế mà lại thua. Mặc dù chỉ là lượt vấn đáp đầu tiên, nhưng đã bắt đầu có chút cảm giác bất lợi. Tiểu lối âm tự có thể nhìn thấy cảnh tượng trong Đại La Thánh Địa, hoàn toàn là do Đại La Thánh Địa không có chặt đứt đạo Phật Pháp này. Bằng không, Phổ Trí Đại Sư cũng vô pháp thấy được cảnh này. Đây là đã được cho phép.
Đại La Thánh Địa. Lục Trường Sinh không có vẻ quá mức vui sướng, ngược lại hắn vẫn bình tĩnh như trước, thậm chí có thể nói là vô cùng trọng thị đối thủ trước mắt. Dù sao một đường biện pháp đến Đại La Thánh Địa, đánh bại liên tiếp 9 đại thánh địa cùng vô số thế gia, loại người này há có thể xem thường. Người có thể tự tin, nhưng tuyệt đối không thể tự tin quá mức. Lục Trường Sinh không sợ, nhưng sẽ không mù quáng. Thật là đại trí tuệ, tiểu tăng thụ giáo. Huyền Tâm đứng dậy, hướng về Lục Trường Sinh là một đại lễ nhà Phật. Liệt biện pháp thứ hai bắt đầu. Lần này là tới Huyền Tâm đặt câu hỏi trước. Nhân sinh có bát khổ, sinh lão bệnh tử, ái hận ly biệt. Ngã Phật có vô thượng kinh, khiến cho con người siêu thoát cực khổ, đến bờ bỉ ngạn. Đạo môn lại có pháp gì để con người thoát ly cực khổ? Huyền Tâm hỏi, lần thứ hai đặt câu hỏi. Lục Trường Sinh không chút nghĩ ngợi đáp. Tự nhiên chí pháp. Như thế nào là tự nhiên chí pháp? Thuận theo tự nhiên. Như thế nào là thuận theo tự nhiên? Sinh thời, tùy ý nhân sinh. Lúc già, bảo dưỡng tuổi thọ. Lúc bệnh, tưởng niệm mọi thứ. Lúc chết, lá rụng về cội. Lúc yêu, oanh oanh liệt liệt. Lúc hận, học được buông xuống. Lúc ly, học được chân quý. Lúc oán, học được bình tĩnh. Lúc cầu không đạt, học được tiến lên. Lúc ngũ ẩn xung đột, ngộ được trí tuệ. Phật pháp dẫn độ, khiến thế nhân quên đi bát khổ, mà đạo pháp khác biệt, khiến thế nhân nhớ kỹ bát khổ, hiểu được bát khổ, cầm lên được, cũng thả xuống được. Đây chính là huyền pháp đạo môn. Lục Trường Sinh bình tĩnh nói, cả đám người vỗ tay khen hay. Huyền Tâm lấy bát khổ làm đề, khen vô thượng kinh của Phật môn, mà biện pháp Phật môn đối đãi với bát khổ chính là quên hết mọi thứ phiền não, cho rằng thế nhân chịu khổ đều là vì chấp niệm quá sâu. Nhưng câu trả lời của Lục Trường Sinh lại càng thêm đặc sắc. Hắn cho rằng nhân sinh bát khổ là chuyện phải trải qua, so với nghĩ trăm phương ngàn kế để buông bỏ, không bằng cầm lên, hào hào thể ngộ, sinh lão bệnh tử, ái hận ly biệt. Nếu là yêu thì hãy oanh oanh liệt liệt, nếu là hận thì hãy học được buông xuống, nếu là oán thì nên rèn luyện tiến lên, nếu là ly thì hãy hiểu sự quý trọng. Quên đi là trốn tránh, chỉ duy nhất dũng cảm đối mặt mới thật sự là chân lý. Lần đối đáp này khiến mọi người tán hưởng không thôi. Huyền Tâm pháp sư không khỏi hít sâu một hơi, lại lần nữa chắp tay trước ngực nói: A Di Đà Phật, thí chủ thật là đại trí tuệ, tiểu tăng thụ giáo. Đích xác là thụ giáo. Hắn muốn để thế nhân quên buồn phiền, cho rằng tam giả dài không. Nhưng Lục Trường Sinh ngược lại chỉ thẳng bản tâm, cảnh giới đó, trí tuệ đó còn cao hơn so với hắn. Hắn tâm phục khẩu phục. Rất nhanh, Lục Trường Sinh đưa ra câu hỏi thứ hai của mình. Hàng cá và cao tăng là hàng xóm. Hàng cá mỗi ngày giết cá, sát nghiệt sâu nặng. Cao tăng mỗi ngày tụng kinh vì thương sinh thiên hạ. Mỗi ngày, hàng cá hẹn cao tăng gọi nhau dậy sớm. Cao tăng mỗi ngày đều dậy sớm, tụng kinh cầu phúc cho thiên hạ thương sinh. Hàng cá mỗi ngày dậy sớm, đổ sát loài cá, dính đầy máu tươi. Xin hỏi pháp sư, hai người sau khi chết, ai có thể tới cực lạc? Lục Trường Sinh hỏi một câu như thế. Lời này vừa nói, trong phút chốc khiến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Vấn đề này còn phải trả lời sao? Khẳng định là cao tăng có thể nhập thế giới Tây Phương cực lạc nha. Thắng hai liệt liền muốn nhường, muốn thể hiện phong phạm đạo môn. Chiều này không tồi, không tồi, chỉ là có chút bí quá hóa liều rồi. Đám người không biết nên nói cái gì. Nhưng mà có một vài người lại cho rằng vấn đề này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Huyền Tâm pháp sư nghiêm túc suy nghĩ, nhưng thời gian chỉ có một nén nhang. Cuối cùng Huyền Tâm pháp sư chậm rãi mở miệng nói: Hàng cá tới Tây Phương cực lạc. Hắn trả lời như vậy khiến cả đám người triệt để sửng sốt. Cái đề cho điểm này, ngươi vậy mà còn đáp sai. Vì sao? Lục Trường Sinh bình tĩnh hỏi. Đoán được nhưng không dám nói. Huyền Tâm hít sâu một hơi rồi trả lời như thế. Vì sao không dám nói? Lục Trường Sinh hỏi. Liên quan đến căn cơ Phật pháp, không thể nói, không thể đáp, không thể đoán. Huyền Tâm nhìn Lục Trường Sinh hồi đáp như vậy. Nếu như không đáp, liền tính là thua. Lục Trường Sinh nhìn về phía Huyền Tâm nói như vậy. Lượt thứ hai mà thôi. Huyền Tâm trả lời, khiến Lục Trường Sinh không khỏi nhẹ gật đầu. Mà đám người thì như lọt vào sương mù, triệt để bối rối. Không hiểu hai người đang nói cái gì nữa. Nhưng mà thanh âm của trưởng lão Đại La lại vang lên. Ván thứ hai, Huyền Tâm không đáp, xem như thua. Đến phiên Lục Trường Sinh cho ra giải đáp. Thanh âm vang lên, tới lượt Lục Trường Sinh trả lời vấn đề này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.